Toàn thể quý thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, toàn thể quý thầy cô và các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Đồng Xoài thân mến. Ngày hôm nay, được sự chỉ đạo và phân công của ban giám hiệu nhà trường, chúng em là Thu Sang và Trực Thăng xin đại diện cho chi đoàn 12D4 lên thực hiện phần kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Câu chuyện của chúng em có nhan đề Bác Hồ với thời gian. Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta yêu cái gì nhất, ghét cái gì nhất? Kể cũng hơi khó để trả lời cho thật chính xác, bởi ở ta không có thói quen tự bạch và ý nghĩ kín đáo vốn là đặc điểm ứng xử của lối phương Đông. Tuy nhiên, qua các tác phẩm, sinh hoạt và hoạt động đời thường, ta có thể thấy điều mà người ghét nhất là thói quan liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí thời gian và tiền bạc của nhân dân. Ở một mức độ khác, thấp hơn, nhận xét từ những người có điều kiện tiếp xúc và làm việc với Bác Hồ, điều ta có thể thấy rõ nhất là Bác rất khó chịu khi thấy cán bộ làm việc không đúng giờ. Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khóa 5 trường huấn luyện cán bộ Việt Nam, người thẳng thắn góp ý. Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút mà nhiều người vẫn chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc đúng giờ vì thời gian quý báu lắm. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cấp tướng được làm việc với Bác, nhưng đến trễ và sai hẹn mất 15 phút. Nhưng tất cả đều có lý do của nó, do mưa to, suối lũ người không qua được, Bác bảo. Chú làm tướng mà đi chậm mất 15 phút, vậy thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai đi bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên chú đã không giành được chủ động. Trong một lần khác, Bác Hồ và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để mở đầu cuộc họp, Bác hỏi. Chú đến chậm mấy phút? Thưa Bác, trễ mất 10 phút ạ. Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây. Bác Hồ của chúng ta quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý và trân trọng thời gian của người khác bấy nhiêu. Vì vậy, Bác thường không để bất cứ ai phải đợi chờ mình. Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh chị em trí thức. Lúc đó, đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go, tin vui đến là náo nức cả lớp học, ai cũng hồi hộp chờ đợi. Bỗng trời đột nhiên đổ mưa, mây đen một vùng kéo tới, rồi một cơn mưa xối xả, dồn dập, tối trời tối đất. Ai cũng xích sao tiếc rẻ. Mưa to thế này Bác Hồ làm sao tới được, trời hại quá. Giữa lúc lòng người đang thất vọng, trời đang mưa, thì từ ngoài hiên lớp học có tiếng gì rào, rồi bật lên thành tiếng reo, át cả tiếng mưa ngàn, suối lũ. Bác Hồ đến rồi anh em ơi, Bác Hồ đến rồi. Trong chiếc áo mưa ướt sũng nước, đầu quần sáng đến quá gối, đầu đội nón, Bác Hồ hiện ra giữa niềm hân hoan, ngạc nhiên và sung sướng của tất cả mọi người. Về sau, anh em được biết, dưới lúc chuẩn bị tới chuyến thăm lớp học, trời bỗng đổ mưa, mưa rất to. Các đồng chí làm việc cùng Bác đề nghị Bác nên hoãn chuyến thăm tại một buổi khác. Có đồng chí lại đề nghị Bác tập trung anh em và lớp học tại một địa điểm gần nơi ở của Bác, nhưng Bác không đồng ý, Bác bảo. Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh thì biết khi nào. Thà để một mình Bác và một vài chú nữa chịu ước, còn hơn là để cả lớp học phải chờ uổng công. 3 năm sau, giữa thủ đô Hà Nội đang vào xuân, câu chuyện có thêm một đoạn mới. Vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, các hàng trăm đại biểu, các tầng lớp nhân dân thủ đô tập trung tại Ủy ban Hành chính thành phố để lên chúc Tết Bác Hồ. Sắp đến giờ lên đường, trời bỗng nhiên đổ mưa. Giữa lúc mọi người còn đang lúng túng thu xếp phương tiện cho đoàn thể đi để Bác Hồ phải chờ lâu, thì bỗng xịt một chiếc xe đậu trước cửa. Bác Hồ từ trên xe bước xuống, cầm ô đi vào, lần lượt bắt tay chúc Tết mỗi người trong nỗi bất ngờ rưng rưng cảm động của các đại biểu. Thì ra hiểu và thông cảm cho ban tổ chức cũng như không muốn các đại biểu vì mình mà vất vả, nên Bác đã chủ động và tự thân đến chúc Tết các đại biểu trước. Thật là một mối hằng tâm của một vị lãnh tụ vĩ đại, suốt đời hy sinh quên mình vì nhân dân. Cho tới lúc lâm chung, Bác vẫn không quên dặn lại. Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi phải lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân. Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể rút ra được bài học là học sinh của trường Trung học phổ thông Đồng Xoài, chúng ta cần tạo cho mình tác phong công nghiệp, học tập và làm việc đúng giờ, đúng thời gian, đúng quy định để đảm bảo đúng quy trình công việc và
và tránh lãng phí thời gian của người khác. Thời gian là vàng, là bạc, hãy biết tiết kiệm thời gian để mỗi giây mỗi phút trôi qua đều có ý nghĩa. Câu chuyện của chúng em đến đây là kết thúc. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe.